Tuy nhiên hiện tại thì là đã có các cái thuốc để làm tăng cái khả năng đào thải con virus HPV này rồi ạ. Thưa bác sĩ, em bị nhiễm virus HPV loại 16, bác sĩ bảo em không có thuốc để điều trị, chỉ về hy vọng sẽ tự khỏi. Em rất là lo lắng, em muốn hỏi virus HPV 16 này có gây ung thư cổ tử cung hay không và có cách nào để điều trị hay phòng ngừa không ạ? Dạ, cảm ơn câu hỏi của chị Hoành Thánh ạ. Virus HPV thì bác sĩ Định xin chia sẻ, nó có rất nhiều type hay là còn gọi là nhiều loại, trong đó có được lại được chia ra làm loại nguy cơ thấp và loại nguy cơ cao. Trong các loại nguy cơ cao thì nguy cơ cao mà gây ung thư cổ tử cung nhất đó là type 16 và 18. Type 16 thì còn nguy cơ cao hơn nữa. Vì vậy thì cái type 16 này thì là một cái type nguy hiểm, có nguy cơ cao dẫn đến ung thư cổ tử cung. Vì vậy chỉ cần phải đi kiểm tra và sàng lọc xem nó có gây biến đổi tế bào hay không. Bình thường thì nếu như mà không gây biến đổi tế bào thì các cái virus HPV nó sau một thời gian, đặc biệt là nếu như mà trẻ tuổi dưới 30 tuổi thì khoảng độ từ 18 đến 24 tháng là cái con virus HPV này nó sẽ tự đào thải. Tuy nhiên trong cái quá trình mà nó tự đào thải này, nó có thể tích hợp vào các cái tế bào ở cổ tử cung, nó gây biến đổi gen và nó gây ra những cái biến đổi ở tế bào ở cổ tử cung và gây ra những cái tổn thương tiền ung thư, sau đó trở thành ung thư cổ tử cung. Trước đây thì cái việc mà chúng ta có thể can thiệp được vào cái con HPV này không thì không được ạ. Và đành phải chấp nhận là sẽ chờ đợi cái con HPV nó tự biến đổi, tự đào thải. Và nếu như chẳng may mà có biến đổi ở tế bào cổ tử cung thì cũng lúc đấy chúng ta mới điều trị. Tuy nhiên hiện tại thì là đã có các cái thuốc để làm tăng cái khả năng đào thải con virus HPV này rồi ạ. Và nếu như trường hợp mà xấu ấy, có nghĩa là cái con virus HPV 16 hoặc 18 hoặc tất cả các loại tiếp khác về nguy cơ cao của HPV nó gây biến đổi tế bào, thì các cái thuốc điều trị HPV này nó cũng góp phần để mà hồi phục những cái sang thương này đang từ những cái tổn thương tiền ung thư mà trở thành những cái tế bào bình thường. Vì vậy là nếu như mà chị đang mắc cái virus HPV 16 này thì cũng hết sức là chú ý và nên đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đang sử dụng các cái thuốc để mà làm tăng cái khả năng đào thải. Nếu như mà tuân thủ tốt thì nó có thể đào thải nhanh trong vòng 6 tháng, có thể tỷ lệ lên đến khoảng độ 88 cho đến 90% là sau 6 tháng thì xét nghiệm lại là đã về âm tính và những cái sang thương mức độ thấp cũng được trở về bình thường ạ.